Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Thìn khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi. Với người tuổi Thìn bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng Quý Mão, năm nhâm dần này cho thấy người tuổi Thìn có thể sẽ phải chịu những thách thức không nhỏ khi bước sang tháng 2 âm lịch năm nhâm dần do bị hại thái tuế án ngữ. Cũng vì thế mà tâm trạng của bạn khá bất ổn, vui buồn thất thường, dễ dẫn đến vạ từ miệng mà ra nếu không kiểm soát được bản thân. Công việc trong tháng tăng cả về khối lượng lẫn độ khó, áp lực kèm theo không nhỏ nhưng thu hoạch cũng không hề ít nếu bản mệnh đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng. Ngoài ra bạn cũng phải chú ý điều hòa mối quan hệ nơi làm việc. Cục diện mão thìn tương hại, nhắc nhở bản mệnh cần đặc biệt lưu ý tới phương diện tình cảm, chú ý tiết chế cảm xúc, giữ không khí gia đình hài hòa, tránh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với người thân trong nhà, nhất là thái độ của bậc con cháu với bề trên. Tử vi tuổi thìn tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Với người tuổi thìn, chắc hẳn đây là một tháng khá lu bu và nhiều áp lực đối với bạn bởi bản mệnh gặp tháng tương hại với địa chi của bản thân nên khó khăn bùa vây là điều tất yếu. Công việc chiếm chủ yếu mối quan tâm của thìn trong tháng. Khối lượng công việc ngày càng tăng, kèm theo đó là áp lực tiến độ, chất lượng, ảnh hưởng không nhỏ về mặt tinh thần của con giáp này. Nhiều việc ập tới cùng lúc đôi khi khiến bạn trở tay không kịp nên cách giải quyết khá bất cập. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần phải bình tĩnh mới đủ tỉnh táo và sáng suốt để tháo gỡ ổn thỏa. Tháng này tâm trạng của bạn khá bất ổn, vui buồn thất thường, dễ dẫn đến vạ miệng nếu không kiểm soát được bản thân. Do đó khi xử lý công việc, bạn cần đặc biệt chú ý thái độ trong giao tiếp, hãy tỏ ra khiêm nhường, thận trọng hơn là khoa trương, ngạo mạn kẻo sẽ khiến vận tiểu nhân hoành hành, gây điều phiền muộn cản trở phát triển sự nghiệp. Có thể thấy công việc trong tháng tăng cả về khối lượng lẫn độ khó, áp lực kèm theo không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng không hề ít nếu bản mệnh đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng. Thực tế vận khí trong tháng không quá bết bát nhờ được nhiều các tinh chính quan tương trợ, lại thêm nguyệt lệnh lâm dưỡng giúp giảm bớt phần nào hung hiểm của thìn mão tương hại nên bạn vẫn có cơ hội chuyển mình. Lời khuyên dành cho con giáp này là bạn chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đề ra cẩn thận, tỉ mỉ và không ngừng học hỏi, duy trì thái độ cầu tiến, tiến trình phát triển sẽ thuận lợi hơn nhiều. Với những việc khó nhằn hãy cố gắng vui vẻ và chấp nhận nó. Những việc làm cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng thôi bạn cũng có thể nhờ tới sự hỗ trợ của mọi người hay xin lời khuyên để cải thiện vận trình của mình. Tử vi tuổi thìn tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi tháng 2 năm 2022 tuổi thìn âm lịch dự báo, do không có tài tinh chiếu mệnh, công việc lại nhiều điều bấp bênh khiến tài chính của con giáp này có dấu hiệu chững lại, không tăng cũng không giảm ngủ hành mão thìn tương hại nhắc nhở bạn cần tính toán thận trọng hơn để ý tới các con số trong hợp đồng tránh sai sót nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra đền bù những hạng mục ở quy mô lớn hay giàu tính mạo hiểm có thể không quá thích hợp trong tháng này vì thế bạn chớ nên đâm đầu mù quáng kẻo mất tiền nhanh chóng tháng có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng một số kế hoạch đầu tư kinh doanh cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn cách làm cứng nhắc thiếu sự cải tiến có thể khiến bạn mất nhiều hơn được nếu trong tháng có nhận được lời nhờ vả vay mượn hay rủ dê đầu tư tiền từ người khác bạn nên căn cứ vào khả năng giúp đỡ của bản thân cũng như mức độ thân thiết của đôi bên đừng vì cả nể hay muốn níu giữ một mối quan hệ vốn không có ảnh hưởng tích cực tới bạn mà phải làm mọi việc theo ý đối phương ngoài ra tuổi thìn cũng nên thay đổi thói quen tiêu tiền đừng phóng thoáng quá đà rồi tới lúc lại phải đi vay mượn tiền nong rất phức tạp lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và nhắc nhở bản thân tuân theo một cách nghiêm túc sẽ giúp bạn bảo vệ được tài sản tích góp của bản thân từ vi tuổi thìn tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình duyên. Bước sang tháng Quý Mão, ảnh hưởng từ Hại Thái Tuế sẽ tác động khá mạnh đến phương diện tình cảm các mối quan hệ của người tuổi Thìn. Do đó, dù đã kết hôn hay còn độc thân, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Tháng này, với các cặp đôi cũng vì quá mải mê với công việc nên bạn chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm của mình. Đó là lý do hai người trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt tình yêu lúc có lúc không bản thân bạn cũng chẳng còn tích cực hay chủ động trong mối quan hệ hiện tại chẳng những vậy đôi bên còn dễ xảy ra những trận khắc khẩu tranh luận gay gắt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày tuy vấn đề xuất phát từ đôi bên thì cả hai đều cần xem xét lại bản thân song chính con giáp này cũng phải tự nhắc nhở bản thân chú ý tiết chế cảm xúc giữ không khí gia đình hài hòa bậc con cháu cũng phải chú ý thái độ với bề trên khoảng cách thế hệ khiến đôi bên có nhiều quan điểm trái ngược nhưng cũng không đáng để đánh mất hòa khí gia đình Vận trình tình cảm của những người độc thân cũng không hề khả quan, bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó, đôi khi bạn trở nên kiêu căng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người xung quanh. Thời gian này hãy dành thêm thời gian chăm chút cho bản thân. Cuộc sống chỉ toàn công việc không hẳn là điều tốt, đừng dễ dàng đánh mất hạnh phúc vốn đã hiện hữu ngay bên cạnh bạn chỉ vì sự bàng quan và hờ hững của bản thân. Tử vi tuổi Thìn tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe về sức khỏe những người tuổi thìn cũng không có được nền tảng thể chất sung mãn nhất trong tháng quý mão này áp lực công việc lớn cuộc sống còn nhiều nỗi lo là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của bạn có phần lao dốc bạn có thể gặp một số triệu chứng khó chịu như cơ thể uể oải ăn uống kém ngon ngủ không được sâu giấc thường tỉnh giấc vào buổi đêm hoặc gần sáng và khó ngủ trở lại việc đầu tiên bạn cần làm là thay đổi thói quen ăn uống và đi ngủ sớm đã về đến nhà thì đừng toan tính chuyện công việc để đầu óc thành thơi, tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới sớm được cải thiện. Ngoài ra, dù bận rộn tới đâu, bạn cũng nên dành chút thời gian trong ngày để nghỉ ngơi, chơi thể thao, lấy lại nguồn năng lượng đã mất. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, khối lượng công việc ngày càng tăng, kèm theo áp lực tiến độ. Quý nhân, người tuổi tí, người tuổi dần. Tiểu nhân, người tuổi Mùi, người tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu cam, màu trắng. Tuổi Giáp Thìn hỏa, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết tâm trạng bất ổn, dễ dẫn đến vạ miệng nếu không kiểm soát bản thân. Quý nhân, người tuổi Dần, người tuổi Mùi. Tiểu nhân, người tuổi Hợi, người tuổi Mão. Màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. Tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết tài chính có dấu hiệu chững lại, không tăng cũng không giảm quý nhân người tuổi dậu người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi tý người tuổi mùi màu sắc may mắn màu vàng màu hồng tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết dù đã kết hôn hay còn độc thân đều cần hết sức lưu ý chuyện tình cảm quý nhân người tuổi mão người tuổi ngọ tiểu nhân người tuổi mùi người tuổi thân màu sắc may mắn màu nâu màu vàng tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết áp lực công việc và nỗi lo cuộc sống khiến sức khỏe lao dốc. Quý nhân, người tuổi hợi, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi mùi, người tuổi tí. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi thìn, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.